đau mắt sốt hết trơn luôn. Bản thân mình cũng vậy nữa, mình giữ đứa bé nhỏ bé con này bây giờ mình bệnh như vậy, mình đi khám hết luôn đi. Cái thằng này cũng bệnh, đang sốt ho quá trời luôn. Khám hết cả nhà luôn đi. Thằng nhỏ đang sốt luôn. Như vậy mà không thương mấy đứa nhỏ nữa, nó bỏ bùa lăn bùa lóc bùa cơ bùa cẩn hả? Một bao nhiêu lâu nay, cả năm trời nay rồi. Nghe là tôi á, mai mốt á, còn đứa nhỏ này ở nhà á, thì lo chăm sóc nó đàng hoàng, không có bỏ bê nữa nha. Cái đèn đó. Ôi, đừng có ghẹo em. Kính thưa quý vị khán giả, bữa nay Sang quay trở lại cái những cháu bé ở xã Trà Tân, làng dân tộc Châu Ro, thì để vô thăm mấy đứa bé mà bị người mẹ bán vé số bỏ rơi. Nay quay trở lại thăm mấy đứa cháu, coi tình hình mấy cháu sức khỏe như thế nào rồi, để mà lố rồi để Sang lùi lại, quay trở lại để thăm các cháu, thì coi cái vấn đề mà mẹ nó có chịu cái giấy để cho các cháu để mà đi đến trường học hay không. Thì, sẵn nay chồng Sang đến thăm các cháu thôi, đồ đạc không ổng về mua cũng còn nhiều, tiền các cháu cũng còn, cho nên là cũng không có mà cho tiền nhiều. Giờ đây là đường đi vô trong cái làng dân tộc Châu Ro. Rồi, quẹo vô trong này nữa là tới nhà của các cháu. Đây, nhà các cháu đây. Rồi, tới nơi rồi, mời quý vị vô thăm các cháu nha. Vậy. Ồ, sao biết bác Sang? Ủa sao biết bác? Chào bác Sang hả? Giỏi ơi. Con sao con khóc vậy? Con khóc đau mắt. Con đau mắt hả? Dạ. Trời đất ơi, hai con mắt của con bị cái gì vậy? Đau mắt hả? Trời đất ơi. Chào chị nè. Con chào chị chưa? Trời ơi, sao mấy... Giờ hôm bữa ôm nhỏ đi đâu vậy? Bữa nhà ôm nhỏ lên kia mà. Hả? Lên kia nhỏ nó bệnh. Được mấy tháng rồi? Con được 3 tháng, trọn 3 tháng. 3 tháng hả? Dạ. Nóng quá trời nóng luôn, mấy đứa nó bệnh hết. Còn hôm nay có ai chổng này? Dạ. Dạ. Kêu xây cái đó người ta có cho nước xài đâu, cho mình xịt chỗ đó đâu. Bên Ủy ban là cấp cái giếng khoan này cho nhà em lâu rồi có, mà nó mà mình xài xả nước á, băng qua nhà người ta để người ta rào cho đó, để người ta làm gì làm nhà làm gà tinh gà, mình phải xài lại cái đó, mình đắp nền dưa. Cái người đó làm xã hả? Ba của nhóc mới này hả? Dạ, ông bệnh luôn á, có nhà vậy hả? Thì nó mắc hết luôn. Bây giờ đi qua mấy ngoài á, cho nó mát đi, trong nhà nóng quá mấy đứa nhỏ nó bệnh hết. Bây giờ kêu chị Nhi qua đây, kêu chị Nhi, chị Hai về coi. Bây giờ kiếm chỗ nào để ngồi cho nó mát. Trong nhà nó nóng quá, trời nóng mà mấy đứa nhỏ nó bệnh. Ra đường nó mát mà. Giờ chị cho mấy đứa nhỏ ra ngồi ngoài đường đi, chứ giờ nóng quá nóng rồi. Mấy đầu. Nó gặp mấy đầu nhớ anh. Nhớ. Mới kêu bác Sang quá trời nè. Giờ đi qua bên kia đi, qua cái nhà bên kia đó, nhà quan bển nè. Sao không ngồi bên đây đi, vô đây đi. Nóng đừng chết luôn á. Hả? Nóng lắm quá rồi, cho mấy nhỏ nó ra bên ngoài đi. hả? Rồi qua bên đó mượn cái ngồi bên đó cho nó mát, mấy đứa nhỏ nó nóng lắm, tội nghiệp đó. Đem qua đó cho nó trao ha. Ừ. Okay. Nay sang quay trở lại có mấy đứa em ở bên chỗ công an tỉnh Bình Thuận. Bên xã hay mình xuống không? Xã em báo rồi, mấy anh Đức Anh chủ tịch xã anh điện nên là người nhà mới có nhà nè. À, báo bên xã hả? Báo xã rồi. Cho ngồi đây đỡ đi chứ giờ nó nóng khủng khiếp luôn. Chết rồi, chó nó đẻ nó sủa tùm lum la, nguyên bầy chó đẻ luôn. Không được, không được, không được. Nguyên bầy chó nó đẻ. Ra ngoài đường ngồi. Ra ngoài đường ngồi luôn đi. Ở ngoài đi cho nó mát. Trời ơi. Nguyên bầy chó đẻ luôn. Này thấy con ốm con đứa hổm luôn đó. Hả? Đây kẹo nè, kẹo cho mấy chị em con nè nha. Sang nha. Nè con luôn nè. Dạ tụi em con cầm. Đây lì. Đó cũng là do em. Anh nói với em là từ lâu rồi. Thì đó. À, mà em á, mà đi cái kiểu này mà em bỏ mấy đứa nhỏ này. Nó lỡ nó có chuyện gì rồi sao? Về mới về ngày mùng hả? Đến giờ đâu mình sanh nó ra mình phải có cái trách nhiệm, mình thương con mình chứ. Mình bỏ nó cái kiểu này hoài đâu có được đâu. Dạ. Bao nhiêu lần ủy ban đã xuống đã vận động mà mình cứ để như vậy hoài để cho con cái mình nè. Đó. Bây lớn nè, chưa được 10 tuổi bỏ vô trong rừng. À, đi một tuần lễ về một lần, đi vô trong đó em biết là con của em làm cái gì không? Móc mũi bèo mà cây nó. Móc mũi bèo nhẹ nó để làm cái gì? Đâu em nói anh nghe coi. Nó kiếm tiền nó ăn. Món của bào kiếm tiền ăn rồi trong cái đó em sanh nó ra em dục em nó như vậy. Mấy tháng em về như một lần. Rồi em thấy cái lương tâm mình sao? Thì mình cũng là mẹ, mình cũng có sai mà đâu phải không sai đâu. Sai mà bao nhiêu lần ủy ban đã xuống đã vận động rồi mà không nghe lời bên đó chính quyền địa phương mà để mà giúp cho con mình có nơi ăn học đàng hoàng. Bỏ giết con Nan Nhi nó tội nghiệp luôn á, mà trong cái đó con mình nó lớn nhất trong nhà. Nay sao thấy con ốm không? Qua đây ngồi đây con này Nhi, bác Sang lại là lên bác Sang con. Đây con bệnh luôn hả? Ừ, bệnh hết trên nhà. Trời ơi. Chết mẹ rồi. Tả con cái thằng này luôn. Qua đây nè nó mát nè con Nhi. Sốt hả? Sốt mà đâu. Con sốt mấy bữa rồi Nhi? Sốt đau mắt. Có bị có đi y tế gì không? Bây giờ con vi trùng. Con sốt mấy bữa rồi. Nói bác Sang nghe nè. Hả con? Con bị sốt mấy bữa rồi Nhi? 2 bữa rồi. 2 bữa hả? Ừ. Con mới khóc không? À, mới khóc đó hả? Bữa nay thấy ốm quá vậy. Bữa nay ốm hơn quá hỏng luôn á con. Có chuyện gì không con? Nói bác Sang nghe nè. Hả? Ở Nhi có chuyện gì không? Nói bác Sang nghe. Sao con khóc vậy? Sao con khóc vậy? Hả? Sợ đi học. Hả? Ừ. Sợ dẫn nó đi học đó. Đâu có dẫn đi học. Em đến đây để cho Nhi nói. Sao dẫn đi học? Sợ lên bắt lên kia đi học lên kia á. Con có chuyện gì nói bác Sang nghe, còn sao con khóc? Cái gì kêu cho tụi nó học hết. Hả Nhi? Con nói bác Sang nghe nè. Em đừng nói gì hết. Để cái chuyện đó từ. Có chuyện gì nói bác Sang nghe nè, con đừng có sợ gì đó. Đi học mà bắt cái gì? Hả? Đi học chứ bắt cái gì? Em ngồi đi nè. Con có chuyện gì con nói bác Sang nghe. Con nhỏ ngồi đây đi. Đi. Hả? Nó bệnh, tụi nó bệnh. Con nói lớn lên. Ngoan nè, nghe lời bác Sang nè, hôm nay bác Sang xuống thăm nè, ngoan nghe lời bác Sang, con có chuyện gì con nói bác Sang nghe. Xuống thăm tụi con thôi. Nãy bác Sang ghé xuống thăm tụi con rồi coi á, sức khỏe tụi con như thế nào thôi. Con có chuyện gì con cần nói với bác Sang không? Ở đây con đi đây. Con mạnh dạn nói bác Sang nghe. Không có hả con? Con uống thuốc chưa? Uống thuốc chưa? Em Quốc ơi. Em điện ở bên chỗ ủy ban á. Xuống nói cái chỗ bên hội phụ nữ á với hội bảo trợ cho trẻ em á. Bây giờ đó làm sao để mà ngày mai chủ nhật làm sao mà đưa được nó đi khám đây nè. 2 con mắt của con bị quá trời luôn rồi đó. Tè con mấy Nhi cũng bị luôn. Nhi bị hết luôn. Con có điều gì con nói cho bác Sang nghe. Con có khóc. Con có bị không? Có. Nghe lời bác Sang nè, con nói bác Sang nghe Nhi. Trời ơi. Lây á, ơi đừng hôn em. Nó nghe nè. Nó nghe nè con. Thằng này con có điều gì cần nói bác Sang nghe nè. hôn em, con hôn em là lây qua cho em đó. Em bị chết rồi, em bị hết rồi, em hết xong đó mới lệ cả nhà luôn á. Thằng này đỡ nè, lên đây. Có sữa nè, có đem sữa cho con uống. Sữa con biểu. Uống hết chưa? Nhớ bác Sang không? Biết bác Sang không? Biết không? Biết phải không? Ừ, cái này nè, kẹo nè để dành nhà chia cho mấy chị chơi nè nha. Em nhớ nha. Cái này trong này nó có đèn á. Con ăn cơm chưa? Con ăn rồi hả? Ồ. Con có bệnh không? Nóng luôn nữa nè. Con lại đây bác Sang biểu con coi hai con mắt của con coi. Chết rồi. Bác Sang kìa. Ai giúp bé Hằng anh thì giúp tôi Hằng anh thì. Tôi Hằng cái gì? Nè nghe câu hỏi con. Cái gì? Bác Sang coi hai con mắt của con rồi, con mở lơ to lên. Con đau mấy ngày rồi? Con bệnh mấy ngày con? Từ lúc mẹ về luôn. Từ lúc mẹ về á hả? Lúc con lây em bé. À. Lây chỗ em bé hả? Làm anh Thu Hằng. Bữa nay con lớn rồi. Để cho em miếng. Nè bây giờ em thấy nguyên bầy con của em 5 đứa nè. Ha. Giờ em thấy làm sao? Hả? Đưa cái tay của em coi. Em xăm cái gì đây? Lúc em buồn em xăm cái gì? Xăm gì? Hận kẻ bạc tình hả? Hận kẻ bạc tình rồi xúm nhau rồi đi đẻ trong một đống rồi dục vậy không nuôi hả? Ông này mới sau này ông nuôi, còn cái thằng mới thơi đứa trước đó ai nuôi cho mình, giống do ba hết cho ông già nhà. Bởi anh hai mới bữa. Em đừng đổ thừa do mấy người đàn ông. Do mình hết á. Mình không làm chủ được bản thân của mình á thì đừng đổ thừa ai hết. Em phải biết, em sanh nó ra thì em phải có cái trách nhiệm với đối với nó. Mình làm mẹ mà. Bao nhiêu lần rồi? Gần 6 tháng trời rồi. Mà tới ngày hôm nay mình chưa có quyết định gì để mà giúp cho con mình nó có một cái nơi ăn học cho nó đàng hoàng, có nơi nuôi dạy giúp cho bản thân mình nó đỡ được cái gánh nặng. Mà đã vậy lần trước anh về anh nói chuyện rồi, nói tính ra bây giờ em sanh cái lúc anh tới là em chưa có mang bầu đứa này, mà tới ngày hôm nay nó em sanh đứa này được có 2-3 tháng rồi, là cả năm hơn chưa. Cứ đi vài tháng bỏ mấy đứa nhỏ ở nhà như vậy á. Rồi em thấy em suy nghĩ như thế nào? Em tính nói để cho 4 đứa cho nó đi học mà con chị thì không đi. Em nói lớn anh nha. Thì em cho 4 đứa đi học đó. Cho 4 đứa đi học hả? Dạ. Em chịu ký giấy cho với lại ủy ban chưa? Thì bữa em cũng nói điện chân vậy đó, em kêu cho nó được tụi nó đi học sau này tụi nó lớn khôn, chứ ở nhà rồi mất chất như con người ta mình không có khả năng mình nuôi nữa, rồi một phần mình không có ruộng có rẫy nữa. Một mình thì sao mà đi kiếm ăn được cho nổi. Thì em cũng nói để cho nó tụi nó đi học đó. Nó nói kêu người ta nói kêu là đi học á, tại nó mày làm giấy tờ, mày ký giấy tờ đi xong đã đời rồi mày làm cho con mày để người ta bán con mày. Nói hù vậy nữa. Em cũng biết suy nghĩ sao. Tao nói vậy. Còn cho chị con, nguyên đàn bò ngồi vậy cho má cái nguyên cái nhóm đàn anh này đi qua cái trước cái đã đóng cớp lại con bụi lắm. Đó có một bộ đồ màu đỏ đào ngồi trên xe kìa, ủi vô chổng rồi. Để lấy nón cho em. Có một người mặc áo đỏ. Rồi ngồi đó, em ngồi đó đi. Đi la đi lên. Tính ra này đứa nhỏ này được mấy tháng rồi? 3 tháng. Em nói lớn giùm anh ơi. 3 tháng. 3 tháng hả? Tròn 3 tháng qua. Con đứng đây, Cái gì đây con? Đứng sau lưng. Được 3 tháng rồi đúng không? Rồi từ kỳ đó anh với lại chủ tịch xuống làm việc với em, lúc đó em chưa cắn bầu. Dạ. Lúc đó là em đang có bầu đúng không? Trứng bầu phải không? Bảy hồi Tết về nghe nó đẻ đứa nó hết hồn luôn á. Giờ còn đi bán vé số không? Không đi, giờ không thấy đường đi đang mệt. Mèo có lắp chưa thế ạ? Thằng này đâu có đi nổi đâu, mất máu nhiều. Ờ đã vậy mà sao mà xanh chi mà xanh dữ vậy? Hả? Lỡ làm gì? Đứa Nhi là con Nhi rồi, thêm bé này nữa rồi đã người ta không sợ rồi thôi. Cứ lâu lâu mà cái về bắt đầu đẻ ăn đứa. Rồi em luyện ở nhà ở đây. Con có cái khăn riêng, con nhúng ướt. Chị Đào lấy cho nó cái khăn giấy á, cho nó dụi cho con. Có khăn nãy không cầm cái khăn đâu. Khăn ướt. Con đừng có chọt tay vô nó dơ con nhiễm trùng đó con. Thằng em á, bệnh hết trơn mấy đứa rồi. 1, 2, 3 là con bị đau mắt không phải không? Bây giờ mua thuốc nhỏ mắt uống rồi nhỏ ha. Bây giờ vậy nè em á, giờ chị nói em là sang bữa hổm á là chị đi, anh Sang đi là lần thứ hai chị đi theo, rất là muốn gặp em, mua đồ ăn đồ uống đồ đầy đủ hết để cho, thậm chí chỉ biết có 4 đứa con thôi là giống như mấy đứa này nè, giống như con gái chị nó rất cưng, cái thằng nhóc nhỏ thấy thương với 2 đứa gái nè. Rồi không ngờ 3 đứa gái nhỏ này nữa, mà không ngờ khi mà điện xuống xã nói em sanh đứa rồi tá quả luôn. Ở trên thành phố á, chị lật đật á, mấy cô tới cô kia gửi tiền hay là chị lật đật á, chị đi mua đồ đặt cho cái đứa bé của em mới sinh ra. Bởi vì chị nghĩ rằng em nghèo, không có tiền. Đó giống như bộ đồ này nè, bữa con chị mua nè đúng không? Đó, thì á, về đây không thấy em đâu hết. Đồ ăn đồ uống thì quá trời nhiều luôn, nghĩ thôi để cho em, để 5 đứa con em để ăn Tết. Dù gì đi nữa em có như thế nào, em có mà lơ là hay là không có đủ trách nhiệm với con của em như thế nào không còn biết, nhưng mà cái Tết chị muốn là mấy mẹ con được ăn Tết đầy đủ vui vẻ. Nhưng mà em là không có nhà, thằng này đâu có gì được đó, em còn có tháng. Trong tháng này lúc đó em ở đâu? Em ở nhà bên cái người mới đúng không? Nhưng mà 3 đứa con gái em bỏ nhà vậy. Bây giờ thì em có thấy là em á, là rất là có thiếu sót với con mình không? Thì em cũng nói vậy, em cũng có sai, em có nói là một phần mẹ sai, mẹ có gì mẹ xin lỗi mấy đứa con. Nói thiệt mình có sai. Thì như chị nghĩ chị nói cũng đúng. Mà như em hồi đó em để có mình thằng này nè, lại là em không lấy chồng đâu. Em bệnh còn sắp chết luôn. Con bé lớn em nói thôi mẹ ở như vậy sao mà được, phải kiếm một người hạnh phúc cho người ta, đỡ mẹ có thằng riêng thì có người đỡ mẹ, phụ mẹ một tí lúc nào cũng được. Đó em nằm trong giọng mía cả ngày, hỏi con bé thương bé May, bên con bên đây nè, trời ơi sao chị bệnh mà chị không ăn không uống gì hết, em ôm hết trời luôn. Lúc đó là chưa có ai, chưa quen ai đó, là chưa, lúc đó là cu này mới có hai tuổi mấy này, còn 3 tuổi. Người ta nói trời ơi sao chị càng ngày bệnh rồi ốm mà chị biết. Em xin lỗi thật sự luôn nha chị nha, em cũng có sai, em lương tâm, em làm người mồi mẹ, em cũng có sai, nói thiệt. Em có bệnh mà em có kinh á, mình 1 tháng người ta có 1 tuần thôi, mà em 1 tháng mà trong vòng em nguyên 1 tháng đó luôn, chị biết không? Em bệnh còn chết luôn, mà có con bé lớn này nó sợ em chết, cái em đi về buổi chiều, em đi làm sân điều về, rồi em chết xỉu trong buồn tắm. Rồi 3 đứa con. Bây giờ chị nhắc lại em như vậy ha. Những cái tâm sự của em mới vừa nói ra vậy, nhưng mà cái vấn đề quan trọng đây nè, em có biết là nhìn em cái sức khỏe em rất là yếu không? Em muốn có một người bạn để mà tâm sự, để chia sẻ, để có mà cái gánh vác với em phải không? Mà em nghĩ có ai mà gánh vác với em trong khi con cái em như nó vậy. Đó em nghĩ coi cái đâu có ai gánh vác được nhà đó. Nè em nghe chị nói sức khỏe em yếu, con cái em như em nhóc vậy thì em nói giống như con kêu á, mẹ kia kiếm người này kia nọ, trong khi em bệnh hoạn lắm đâu, ai mà dám nhào vô để mà gánh vác cho em. Họ chẳng qua họ chỉ mua vui thôi, không phải mua vui mà họ giải trí thôi. Em phải nên nhớ cái điều đó, nhớ rất phải rõ điều đó. Mình thương bản thân mình thương con mình giữ gìn sức khỏe chứ. Thế tại sao làm bạn nói chuyện chơi vui thôi, chứ tại sao cứ để đẻ hoài vậy? Đẻ hoài rồi xong nói em cũng có lỗi với con mình, mà cứ vậy rồi em 21 cái thằng nhóc này lớn rồi đẻ nữa, rồi em bỏ mù lăng mù lóc, thật sự rất là lỗi. Dạ đúng rồi, bây mà giờ em không có trẻ nữa đâu, chị nói rằng là em đẻ là em đi luôn, đẻ là đi luôn, là bỏ hết mấy đứa này luôn á, em đi là em chết. Ôi cho mấy nhỏ cái đầu khui sữa cho mấy Bác sĩ nói lần này là mày đẻ. Tụi con uống sữa đi con. Ở hỏng 2 thùng uống hết trơn luôn đó. Đừng có ấy lượm. Bây giờ nè, mỗi đứa bây giờ á, cha của nó là nó đi bác sứ rồi. Mỗi đứa đâu, 4 đứa này là cũng một cha luôn mà người ta bằng 3 em nữa. Chắc không? Nói thiệt, em nói sao làm gì? Con người em nói sống em nói. Rồi bây giờ á, cái vấn đề á bây giờ là em phải ngồi làm việc với lại chính quyền ha, hợp tác với người ta để cho người ta hỗ trợ để giúp cho mấy đứa nhỏ. Thì đó em cũng nói, em cũng có nói vậy, nó có mấy người ta hù cái con bé lớn này. À, mẹ ơi con đi người ta bán con nước ngoài, con ở với nước ngoài. Mẹ nói cho con đi, con mới nói, em mới nói vậy nè, cái con nó cũng ráng đi học. Chú chị nó cũng chỉ bảo luôn vậy á, nó kêu là con tụi con ráng đi học. Sau này tới mùng Tết về á, thì con ưng về thăm cha mẹ con ưng, còn không ưng về á, thì có cha mẹ có thương á, thì đi lên thăm con. Đó, nó nói vậy. Thì em cũng nói để định gửi cho tụi nó đi học. Ở đây thì tụi nó cũng muốn đi học. Mà ở đây em không có đủ sức, khả năng mình để đóng tiền nhà trường. Có mình con này lên lớp 6 mà đóng 1 triệu mấy rồi. Mà cứ ngày 20, mẹ ơi 20 ở đâu mà moi ra có 20. Cứ một lần em gửi chị đi làm về sượng điều em gửi em 200.000 đó kêu. Con không có đủ tiền đi học nữa. Trời ơi, mình ở đây làm. Bảo hiểm của mấy đứa nhỏ đâu? Bảo hiểm thì có, trong nhà thì có mà. Sao mấy ngày nay không đưa mấy đứa nhỏ đi khám bệnh? Thì em không có xe, một thằng người ba thằng này nè. Ông cũng bị mắc mà ông rất là buồn tắm điện người ta. Đó người ta rỡ hết cái cọng nhà người ta đâu có cho mình xả nước băng qua nhà người ta đâu, người ta chửi. Rồi cái ông cũng bị một bên mắt luôn. Em có biết từ nào tới giờ bao nhiêu năm nay em bỏ mấy đứa nhỏ này em đi vài tháng một lần về hàng xóm mà chăm sóc cho mấy đứa nhỏ không? Dạ, biết, em cũng biết mà nó mang ơn người ta. Thì em cũng người ta này người ta đó cái chăm sóc bên kia người ta ông chú em người ta còn cho nữa. Cho này cho kia em mình... Nếu không có những người hàng xóm tốt bụng thì mấy đứa con mình nó đi về đâu? Nó sống chết như thế nào mình có biết không? Con uống. Con này nè, ăn nó bị miếng. Nó hút á, bỏ hút vô con đây. Để thằng em ở đây. Kìa đi lấy con cho em. Con này vô. Nó biết bên tròn bạc tinh chết. Trời mẹ cô chàng. Để lấy nón cho em rớt mẹ cái đó rồi. Nè con. Nè con uống này trước đi nè. Sau này á mà chính quyền á hay nhà trường người ta giúp đỡ cho con cái của mình á ha, còn đứa nhỏ này á thì ráng cố gắng mà chăm sóc á, nuôi cho nó đàng hoàng cho nó nên người. Đừng có bỏ nữa. Nó sanh ra mang nặng đẻ đau á, cực khổ như vậy mình phải biết thương con mình. Mình bỏ nó như vậy là tội cực gần chết luôn vậy đó. Cô kêu kìa. Con ôm sữa vô nhà đi con. Nhi con lấy sữa con uống đi con. Giờ với lại con ôm sữa vô nhà để dành cho mấy đứa em uống nè con Nhi. Nè, lên đi. Ôm sữa 2. Nè, qua bác Sang nói nè Nhi, lại đây. Bác Sang hỏi kìa. Sang thương. Đứng lên qua bác Sang nói nè. Đi đi. Giờ con qua đây bác Sang nói. Con đứng dậy. Con lại đây, qua bên đây ngồi nè. Con bước qua đây. Ngồi xuống con ngồi xuống. Bác Sang dặn nè, con lớn rồi, con phải ngoan nghe lời bác Sang. Con từ nào giờ chăm sóc mấy đứa em rồi á, con cũng cực rồi bác Sang biết. À, cho nên á, mai mốt á, người lớn hỏi con trả lời nha con. Nha. Nha không con ha. Mốt người lớn hỏi con dạ thưa đàng hoàng. Nha không? Mình tập cái tính ngoan. Cho nên á, để mà còn á, chăm sóc em mình nữa. Nha không con? Đi học không? Không, không. Mẹ làm giấy tờ con đi học nha. Ngày mai á, bằng lát nữa bác Sang về, bác Sang nói bên ủy ban á, mai đưa tụi con đi khám bệnh nha. Nha. Dạ đi Nhi. Nha không con. Cô nè, chưa đi học tới năm nay chị gửi. Mà bây giờ 4 tuổi mấy rồi. Mai nhớ đi khám bệnh nha, đưa mấy em đi khám bệnh rồi về lấy thuốc uống nha không? Sao làm đèn đi rớt vậy con? Giỏi. Rồi tí xíu nữa vô nhà nó khui sữa rồi cho mấy em nó uống. Cho nó uống nhiều vô đi, rồi con cũng vậy nữa. Con phải uống sữa nhiều vô, hôm nay con ốm lắm luôn rồi đó. Con cũng bệnh nữa, nha. Nhớ nha con ha. Ngày mai á, kêu ông xã em á, ở nhà giữ cái đứa nhỏ này. Em đi theo ủy ban dắt 4 đứa nhỏ này đi khám. Đau mắt, sốt hết trơn luôn. Rồi bản thân mình cũng vậy nữa. Mình giữ đứa bé nhỏ, bé con này, bây giờ mình bệnh như vậy. Rồi đi khám hết luôn đi. Này cũng bệnh đang sốt ho quá trời luôn. Khám hết cả nhà luôn đi. Thằng nhỏ đang sốt luôn. Như vậy mà không thương mấy đứa nhỏ nữa, nó bỏ quà lăn, quà lóc, quà cơ, quà cẩn hả? Một bao nhiêu lâu nay? Cả năm trời nay rồi. Nghe là tôi á, mai mốt á, còn đứa nhỏ này ở nhà thì lo chăm sóc nó đàng hoàng, không có bỏ bê nữa nha. Cái đèn á. Ôi đừng có kẹo em. Thằng này cũng bệnh. Bên xã nói chừng nào vô Quốc? Mấy đêm nói bữa nay kẹt công việc. Đây kẹt công việc quá. Ok, để em lát nữa tí xíu nữa anh điện thoại anh dặn cái vấn đề mà đưa cho mấy đứa nhỏ này đi khám. Nó bệnh hết trơn à. Bệnh quá bệnh rồi. Bữa nào nấy cũng hả mà te tô hết trơn à. Sốt mà hang mắt mà bây giờ nó đổ ghèn hết trơn luôn. Bé kia mắt nó nặng nhất luôn nè, bé đó đó. Bé mà đi vô trong rừng á, nó mới đi lớn á, có chút xíu nha, vô trong rừng. Đi một lần một tuần lễ, đi hai chị em nó với là con bé này, đó. Hai đứa mà đi bỏ vô trong rừng như vậy mà đi mà mót cao su ngày 200.000 để về tự nuôi thân lấy. Mấy bộ đồ mới của bác Sen của bác Phượng mua đâu không mặc vô con. Hả? Con gái. Mấy đồ mới đâu sao con mặc vô? Hả? Chị Nhi mặc dừa hết nè. Chị Nhi mặc dừa hả? Tụi con mặc dừa không? Con mặc không dừa hả? Con lấy từ bây giờ nè. Dắt con đi ra mua đồ, con đi không? Đi ra ngoài mua đầm nha. Ok, bây giờ bác Sang nè với lại mấy chú bên công an tỉnh Bình Thuận nè chở tụi con đi ra ngoài mua đầm, xong lát nữa về nhà tắm rửa sạch sẽ mặc vô nha. Tụi nó có đi có uống thuốc tây gì ở nhà không? Trời đất ơi, thiệt tình em luôn á. Bệnh đâu có tiền, em cũng bị nặng, em cũng đâu có tiền đâu. Kia thì mẹ nó mới mua, em thì cục mặt ở đây một y như cục thịt, ở đây một cục to luôn, đâu có đi được. Bây giờ trước mắt bây giờ cho mấy đứa nhỏ nó ra ngoài nó mua đồ mới về mặt tắm rửa vô rồi ghé tiệm thuốc tây mua thuốc cho nó uống đỡ rồi chờ để mà đi khám. Chứ giờ này ở trong bệnh viện người ta cũng ấy hết trơn rồi. Uống rồi nó ơi đó, thiệt tình luôn vậy đó. Đi tắm đi. Đi tắm đi rồi đi, đứa nào cũng nấy nó vô hèm hết trơn rồi. Đi vô tắm đi. Đi vô tắm hết đi con rồi bác Sen chở đi mua quần áo. Đi. Em đi vô tắm đi nè con. Bưng cái này vô nè. Ha. Khỏe ghê luôn vậy đó. Dở con thùng sữa con cái một à. Mới lớn à, đứa này với lại đứa kia. Bỏ đi vô trong rừng mỗi ngày đi cạo cao su mà kiếm tiền để mà về nó kiếm cơm nó sống hàng ngày. Mình thấy đứt ruột không hả? Em thấy con em vậy em đứt ruột không? Em nói anh nghe coi. Bây giờ mới hối hận hả? Mai mốt không có như vậy nữa nha. Mình làm mẹ, người ta nói hổ dữ cũng không ăn thịt con, mà tại sao mình lại bỏ con mình như vậy? Đói nghèo thì mình tính với cách khác, chứ đâu phải mà đói nghèo mình quăng con mình ở nhà mà vài tháng mình về mình thăm nom một lần. Mình ghé nhặt đồ. Tắm đi con rồi bác Sang nó chở đi ra chợ mua đồ quần áo. Ghê đồ lấy đồ. Đồ. Rồi mà hổm đợt rồi á anh về mua mấy cái đồ trẻ sơ sinh nè, có nhận hết chưa? Bên ủy ban đã đưa nhận hết chưa? Rồi sữa sơ sinh nữa. Còn nó uống nửa lon còn một lon nguyên một lon nữa. Còn nguyên lon đúng không? Cho chị đó. Con biết. Có một lon mà có hình mẹ bầu là cho chị uống, còn hình của em bé là của em bé uống. Không biết người ta đưa cho mình có thế hai lon biết đâu. Rồi pha cái lon nào cho nó, lon của em bé riêng, một cái lon để dành cho mà mẹ mới sanh riêng. Rồi pha cũng không dòm luôn hả? Đâu có biết chữ bao nhiêu. Trời ơi, má ơi, thiệt tình luôn á. Giờ hộp sữa có ở đây không chị? Còn. Leo lên cái lon nào mà khui nó rồi đâu rồi lấy đem ra đây. Đưa cho nhỏ em nó bồng cho. Vô lấy cái lon sữa đó ra coi coi đúng cái sữa của đứa nhỏ không? Đừng có đáy một cô nha, con hết đồ bận rồi đó. Đó quý vị thấy không? Khổ ơi là khổ luôn vậy đó. Vậy mà nó 5 đứa con nheo nhóc mà bỏ. Tình luôn. Biết sao đi, lâu lâu về cái đẻn nữa, lâu lâu về đẻn nữa. Nay có con chồng mới nè. Nó nói lần này là cha của đứa sau, cha của thằng nhỏ rồi, cái thằng mà thằng mới sanh nè, nãy nó nói là cha của thằng mới sanh nè. Lần này thấy cũng xăm mình tùm lum lá, vợ xăm chồng với xăm hơn á, rồi xăm tay hận kẻ bạc tình nữa, chết luôn. Rồi bả xăm cái bông hồng ngay vai đồ rồi xăm ít rồi nè, vợ nổ nã. Đó, bây giờ quý vị thấy không? Đó, đường này đi lên trên rừng cao su. Mà mấy đứa nhỏ nó đi như vậy, nó đi một tuần lễ mới về một lần. Thì có đất ruột một lần, mấy hai đứa chị em nó đi để mà kiếm tiền về để mà bốn chị em nó sống. Thì tình luôn. Cái nhà này thì cũng là ủy ban đã xây nè, nhà tình thương nè. Rồi ủy ban với lại mạnh thường quân thì người ta hùng tiền vô để xây cái nhà này cho. Rồi cái khoan giếng thì ủy ban ở đây cũng khoan cho cái giếng để mà xài luôn. Đó, điện người ta ở đó người ta cũng câu vô trong nhà. Mọi thứ hết các cái. Cô hộp sữa bé sinh uống đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Có rồi, đưa rồi. Vậy hả? Còn hai hộp nè. Hai hộp, một hộp của mẹ, một hộp của bé. Đúng rồi, cũng đúng rồi. Mua là cho bé không à, hai hộp. Hai hộp luôn phải không? Ok, vậy là đi tắm đi con, kêu chị Hai, chị Nhi tắm đi rồi chở đi mua đồ. Đây là con nuôi của tôi. Phải không á? Ừ. Bữa nay đi Bình Thuận lọt được con đứa này mọi người ơi. Con trai nha, con trai biết tử. Con trai chui. Nhóc cũng sốt luôn kìa, mắt đổ ghiền hết luôn á. Sốt người nóng hỏi à. Giờ tống mẹ con đi khám hết luôn đi. Mà không biết bữa nay chủ nhật có ai khám không trong bữa nay thứ bảy nè, có chỗ nào khám không em? Hỏi từ ủy ban xã nữa coi, điện ra xã nữa coi. Đã khám hả? Ừ. Điện hỏi nữa coi có chỗ nào mà khám không, cho mấy mẹ con vô lấy thế thuốc uống. Phòng khám rồi chứ. Rồi kiếm phòng khám nãy cho nó uống thuốc đỡ đi. Chứ để kiểu này là chết luôn, chết dở nữa. Ủa, nó bệnh hết trơn rồi. Sụp xịt. Nhoi luôn. Dòng ra làm sao? Vô trong nhà nó nóng như cái lò bánh mì luôn á. Nóng kiểu này mà cái nhiệt độ kiểu này mấy đứa con nít nó bệnh chết luôn. Cho mấy đứa em nè, mấy đứa em đi học, con biết không? Đó, thí dụ như bây giờ mẹ con á, mà ở nhà luôn, mẹ con ở nhà luôn với các con thì không sao, mà mẹ con cứ đi hoài như vậy thì bỏ các con ở nhà thì rất là tội nghiệp, biết không? Mình mẹ đó bắt lắm hết lắm. Cô nói không nghe ha, bây giờ con không đi học thì con ở nhà, con phải ở nhà phụ với mẹ ha. Còn ba đứa em nhỏ. Hello em trai, em tên gì? Đúng không? Em Tâm nhé. Hả? Tâm. Tên gì? Tâm. Tâm hả? À. Ba của cháu bé mới sanh đúng không? Tắm đi con. Vô tắm đi. Tắm sạch đi rồi bác Sang chở đi sắm quần áo. Đi. Chở ăn bằng tôn nha. Hôm nay cho coi tụi con đi xe hơi luôn nè. Rồi. Có vô đâu. Tắm mà. Hồi nãy em nói rồi, chưa có việc làm. Đi lên làm đi. Em trả lương cho, nướng phụ bán cơm nướng sườn. Một phần tiền về đem về á, lương là 5 triệu. Nhà em ở đâu? Xuân Phú. Hả? Xuân Phú hả? Nó lén lắm rồi đừng vuốt nữa, quay qua đây tôi nói chuyện chút xíu coi. Ra đây. Đi ra đây. Hả? Đau mắt rồi ra đây. Cả nhà đau mắt hết rồi, tôi không sợ bệnh đâu. Ra đây. Bỏ đây đi ra đây nè. điện thoại đâu em? Hả? Để cho đâu vậy? Ở trên tủ. Má con đi không? Vậy mai. Thế mà đã. Thế mà. Mình ăn sớm luôn hả? Gì á? Gì hả? Gì của mấy đứa hả? Là em của mẹ nó. Gì? Gì của mẹ nó, dây gì? À, giờ là bà con dì ruột luôn. Dây dì ruột luôn. Nhà mình gần đây không? Sáng đó hả? Mấy đứa nhỏ này sống sao không? Hả? Thôi em nói anh nghe mấy đứa nhỏ này nào giờ cuộc sống nó như thế nào? Em nói lớn cho mọi người nghe họ nào giờ mấy đứa nhỏ sống như thế nào? Em nói lớn rồi mình. Cực khổ lắm hả? Hả? Đâu đâu em bước ra ngoài nó đây nóng quá, bước ra đây. Bước ra đây, bước ra đây. Đâu có vụ gì á. Không có gì đâu. Rồi có biết người ta vô nhà mình ngồi không? Chị có biết không? Chị biết là mấy cái đêm đó, cái đêm đây mát nè, bên nó nắng lắm. Là mấy cậu nào đó vô trong cô đó nói sao? Dạ trẻ nó nói ngồi nhậu nguyên đám. Không sao đâu. Rồi đây, cho anh hỏi thăm mấy đứa nhỏ rồi như thế nào. Rồi để mình tìm cách để giúp cho mấy đứa nhỏ cho nó đỡ cực khổ. Em gãi này lên trên áo nè. Gã này lên đây rồi có gì không, à, không có. Em thấy cuộc sống của mấy đứa nhỏ như thế nào em có thể cho mọi người biết không? Rất là cực, rất cực khổ hả? Cái ăn uống của nó hàng ngày như thế nào? Thiếu ăn nhiều, thiếu ăn thì rất nhiều. Rồi trường hợp của mẹ nó thì từ xưa tới giờ cái thời gian mà để mà gần gũi tụi nó ít lắm hả? Em có thường xuyên động viên mẹ nó không? Còn nó em nó nói lớn giùm cho mọi người nha. Mình có hả? Rồi mẹ nó nói như thế nào? Hả? Mẹ nó cũng mẹ nó cũng muốn mẹ nó không nghe được. Mấy khi thì cũng với gia đình nói vậy. Thấy cũng khổ mấy đứa nhỏ này mẹ kìa, hay qua nhà ngủ ngoài hả? Chứ nó hay qua bên kia nhà của. Tối là mấy nó qua nhà em với là mấy nhà bên kia để nó ngủ. Hồi đó mẹ nó không có ở đây á, thì là nó hay qua bên nhà chú nó bên kia nó ở. Rồi người ta không cho ăn, chú nó thấy tụi á, nó qua nó thang biết à. Ấy đẹp đẹp của em đâu. Con bé này nó nói là nó đi lên trên gần mốt cao su Tần Lễ mới về. Hai chị em nó luôn, hai chị em gái luôn. Đi hồi đó em lên nó làm cao su cậu nó có thấy có người nghe người ta nói có hai chị em nhỏ nhỏ. Em mốt cao su tuổi lắm. Dạ. Đi kiếm tiền đi theo với cái bà nào đó, đi ở với cái bà nào đó là dắt tụi nó đi món cao su. Một ngày nó nói ngày được 200 ngàn. Trời đất ơi. Em có thường như nào tâm sự nó đi món cao su vậy đó, mấy giờ nó phải đi món rồi tới mấy giờ nó được nghỉ? Tại đi làm ở trong rẫy luôn chứ không ít về đây lắm. Ở trong rẫy luôn. Em cạo cao su lên ở trong đó luôn nên ít về đây. Lâu lâu thì em cũng mới về đây rồi về đêm ở mới tháng như rồi Tết mới về đêm ở. Nói chung thì cũng mất cuộc sống gia đình mẹ con rất là nhiều. Chú này là kỳ đó đến hai lần đó, chú đầu công an con nhớ không? Chú là người á, mấy chú là người á. Cho nên thử ra có gì ở đây nhờ mấy tụi em á. Vụ mẹ nó quan tâm dùm ngó mấy đứa nhỏ dùm chút ha. Giúp dùm coi mình cũng bà con ở này kia nọ, với lại nhờ với lại những người hàng xóm đâu á, ráng cố gắng rồi thương mấy đứa nhỏ rồi giúp cho nó, động viên mấy đứa nhỏ nhiều chút. Nhi con lớn của em nó hay qua đây chơi nên nó có nói nên nó biết là nó này mẹ nó cho đi Sài Gòn đi học cái gì đó nên nó biết thôi. Học ở Bình Dương đây. Chứ không có biết thì ủa sao ở cái cô giờ nó nói sao mà cho nó đi thấy cũng tội. Với con lớn kia chẳng chịu đi. Nhi nó không chịu đi hả? Nhi cho nó ở nhà với mẹ. Nếu mà Nhi nó không chịu đi cho nó ở nhà với mẹ. Nó không chịu đi. nó ở đây thì nó còn lâu lên xuống nữa. Tại biết sao không? Mấy đứa này con gái không à, về năm nữa lên lớn tới tuổi dậy thì mà mẹ nó không quan tâm. Lỡ có chuyện gì em cũng biết anh nói tới cái chuyện gì đúng không? Nửa đêm nửa hôm mấy cái thằng mất dạy nó làm bầm bậy tụi nó. Đó mà nó học được đó, thì sau này là cũng có tương lai cho nó thì càng tốt. Đúng rồi. Còn đây mà sợ nó lên đến đó nó 37 21 là đời về thấy là mất công liền hết của luôn. Chứ nó lên đó để mà nó sống cuộc sống tốt hơn thì càng mừng cho nó thì có sao đâu. Chắc chắn nó lên trung tâm là nó có cuộc sống tốt hơn rồi. Chứ bây giờ nó ở đây là bản thân của nó là không có được cái lối thoát rồi. Lo được cho nó thì nó lên đến đó thì nó cũng có cuộc sống tốt thì cũng mừng cho nó vậy. Nhưng sợ là tại nó lên nó sợ 37 21 không lại đời về nhà thôi. Còn nếu nó lên đó mà mấy cô chú trên đó lo được cho nó một cuộc sống tốt sau này á, nó có nghề nghiệp ổn định nó về thì là cũng tốt cho nó, tốt cho tương lai cho nó sau này nữa cũng mừng. Nói chung em làm bà nó có người nói vậy. Tại vì mấy đứa này kêu bà không? Kêu bà rồi chắc chắn là tụi nó đi lên trên đó cái tương lai nó sẽ được đổi rồi, thay đổi rồi. Đó được có nơi ăn học rồi dạy dỗ. Chứ bây giờ em thấy đó, bao nhiêu năm nay con bé Nhi năm nay nó 12 tuổi rồi đúng không? Đó. Thì tính ra 12 năm nay tụi nó cực khổ như thế nào rồi. Thì nó còn ở đây nữa thì cuộc đời của tụi nó tương lai không có sáng lạng. Mà sợ một ngày nào đó nó lớn lên đó, nó xảy ra những cái chuyện mà không hay đó. Mấy cái thằng mà khốn nạn nó làm tầm bậy tầm bạ với mấy đứa nhỏ là ông lúc đó kêu trời cũng không thấu mà nói tới đất cũng không nghe nữa. Đúng không? À, có em thấy không? Nhà cửa không có người lớn, nhà mấy đứa nhỏ con gái không à. Nó bày vô đó nó nhậu nhột bàn, say xỉn vô rồi bắt đầu nó dở cái trò đồ bại với mấy đứa nhỏ. Đứt cuộc chết luôn á. Cái đó là chuyện tất nhiên, nói chung xã hội bây giờ phức tạp lắm. Đúng rồi. Nếu mà mình mà bảo vệ được mấy đứa nhỏ từ lúc này tới lúc nó lớn thì càng tốt. Đúng rồi. Hỏi đó bây giờ bữa Tết đó vô nhậu nhà có đóng gì đó. Làm mấy cái này cũng chạy qua hàng xóm hỏi mẹ nó biết mẹ nó đâu có ở đây đâu. Tới mùng 4 con đó. Bé này bé áo vàng nè nó không biết thì nó đứng cười cười tròn, còn hai bé lớn như Nhi là nó chạy à. Con này là nó còn nhỏ. Nó không có biết. Hỏi chứ bây giờ ngồi nhậu nó say xỉn ai mà biết được cái chuyện gì. Nhi tắm đi con, đi lên ấy thuốc luôn con rồi xong rồi về con. Thay đồ đi con. Cái trạm y tế gần đây mà... Ở đây em biết cái trạm y tế nào gần không? Không thôi em nhảy lên xe đi với mấy đứa nhỏ chỉ anh lên chỗ mà giao cho mấy đứa nó khám rồi chắc mới mua. Biết chỗ không? Rồi, đứa chỗ đi theo. Ok. Cảm ơn em nhiều nha. Nè. Mẹ mấy nhỏ nè, bữa mùng 3, mùng 4 Tết, đêm hôm mấy say xỉn vô trong nhà nè, quay qua đây. Mấy say xỉn vô nhà mở cửa ra, vô trong này ngồi nhậu đây. Mình hay không? Không, em không biết đâu. Không biết luôn đúng không? Giờ lỡ đêm đó mà mấy thằng đó nó dở trò tồi bại rồi đến con mình thì mình nghĩ sao? Tụi nó không có sống nổi thì... Không sống nổi với em hả? Em không có đập mà em kêu cô ủy ban xuống cho nên người ta giải quyết bằng người. Mà lúc đó em có nhà không em kêu? Mà em không có nhà em cũng biết mày làm gì được. Hả? Em có nhà không em kêu? Nhờ những người này người ta gọi công an. Rồi công an bữa đêm đó công an báo cho tôi luôn. Bây giờ cho nó nghe người ta hãm hại con em có báo công an thì chuyện cũng đã rồi. Nói chung là vậy đó. Đó anh thấy không, con em nó là con gái. Bắt đầu cái tuổi nó mới lớn người ta rất là dễ lợi dụng dụ dỗ và tức, và những cái thằng mà nó say xỉn thì nó không có biết nghĩ cái gì hết, nó mới kiềm chế đâu. Nhậu cả nhà, ở trong nhà em nửa đêm nửa hôm, ngồi nguyên một đám luôn. Thôi đi, leo lên xe đi, rồi chở đi. Rồi bây giờ á, nhảy lên cái xe mình chở nghẹt đồ rồi. Nhảy xe của Hàn Quốc mới, nhảy xe mình mới. Hả? Con ngồi xe Anh Quốc rồi nhét bớt mấy đứa nhỏ qua xe Anh Quốc. Còn nhiêu rồi bỏ qua xe mình. Với lại mấy đứa nhỏ này lên xe mình, em đứa nào ngồi trước với cô. Con không? Rồi đây. Rồi. Này nàng này cưng. Rồi, đi khám nè, Nhi tắm chưa? Hả? Con ngồi với mẹ đi. Sao? Con ngồi với cô luôn hả? Trời ơi gì vậy? Gì vậy? Trời ơi con ngồi với cô chết tôi rồi. Ôi ơi. Ngồi với cô hai đứa luôn cũng được. Được không anh? Không sao đâu ha, trong quê mà. Không, người ngồi băng sau, em ngồi bằng sau với mấy đứa tụi nó. Bé nào nó xuống sao nó mới ngồi bên xe đỏ. Ở thành phố Hồ Chí Minh. Về đây với lại ủy ban với công an mấy lần rồi. Thôi rồi giờ nhảy lên xe nè. Đi đi. Đi đâu cô? Đây con. Đây với cô lên đây. Rồi cho nó ngồi sau đi. Quất quất quất. Rảnh tay quăng mấy ba cái đồ bỏ ra sau. Ê, không hết rồi, nó bỏ hết ra sau rồi. Rồi cho bà ngồi ở đây đi. Rồi lấy cái đồ vỏ với là cái điện thoại của anh Đào nó bỏ qua xe em đi, anh Đào nó nhảy qua bển. Rồi em nhảy ngồi đằng trước với anh. Rồi cho mẹ nó ngồi sau với cho anh Đào ngồi trước, cho mẹ nó với ngồi mấy đứa nhỏ ngồi băng sau bên xe kia. Rồi em với lại ba đứa ngồi xe này. Cho mẹ nó với Nhi ngồi trên kia. Rồi ba đứa ngồi ở đây. Leo lên. Rồi cô hết luôn đi. Rồi em bỏ này qua cho Văn băng trước chỗ xe em quất đi. Rồi cho anh Đào ngồi trên đó. Em nhảy ra qua xe anh rồi ngồi. Quất lái được không? Ừ, được. Cô lái hả cô? Không có, cô làm sao biết lái. Rồi, bữa nay nè đi khám bệnh nha, uống thuốc nha. Rồi lát nữa đi mua đầm luôn nha. Chịu không? Chịu không nè, nghe bác Sang nổi nè. Sống dạ. Sống dạ. Chịu không? Con thích đập không? Chịu thì mai mốt á, người lớn hỏi con phải biết dạ nha. Tập cho nó ngoan nha. Ừ giỏi. Con nghe, con chịu không? Chịu. Ờ giỏi. Ủa sao không ngồi trên? Trên để cho em nó ngồi, con ngồi trước với lại kia. Cho mẹ nó ngồi sau, mẹ ngồi bằng sau, con ngồi trước với Quốc. Vớ con của mày không có để đâu. Vớ bố để bố dục trong bao kìa. Nhi con qua ngồi với mẹ đi con. Qua ngồi với mẹ đi. Rồi con qua đây con ngồi với mẹ đi. Điện thoại nè, bỏ lên xe hết cho con hết rồi. Rồi